Trong không khí rộn ràng hân hoan của ngày hội non sông cùng với cử tri trong cả nước, ngày 23 tháng 5, hơn 36.000 cử tri huyện Lang Chánh đã nô nức phấn khởi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tính đến 19 giờ ngày 23 tháng 5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn toàn huyện đã đạt 99,78%. Đúng 7 giờ sáng, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn huyện Lang Chánh đã tiến hành khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Công tác tổ chức khai mạc được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, đảm bảo theo đúng trình tự quy định. Tại lễ khai mạc, các tổ bầu cử đã phổ biến nguyên tắc nội quy bỏ phiếu, triển khai các quy định, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ dưới sự chứng kiến của cử tri. Sau đó khóa và niêm phong hòm phiếu. Tất cả các địa điểm phòng bỏ phiếu được trang trí trang hoàng theo quy định và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử như hòm phiếu, con dấu, mực dấu, tăng âm loa đài, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ. Các địa điểm phòng bỏ phiếu được phun khử khuẩn để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Trong ngày bầu cử, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cử tri tham gia bầu cử. Thông tin liên lạc thông suốt, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng. Các lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ trực tại cơ quan đơn vị liên quan và 100% địa điểm bỏ phiếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tăng cường mạnh mẽ. Đối với các cử tri đang cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, huyện đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị hòm phiếu phụ, phiếu bầu để các cử tri thực hiện bỏ phiếu, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Theo thông tin nhanh từ Ủy ban Bầu cử huyện, đến 19 giờ, tất cả các tổ bầu cử trên địa bàn huyện kết thúc cuộc bầu cử. Công tác bỏ phiếu trên địa bàn huyện đã diễn ra an toàn đúng pháp luật. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn huyện có 36.000 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,78%. Trong đó có 8 xã có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% như Giao An, Giao Thiện, Tân Phúc, Đồng Lương. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản, niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định. Ngày bầu cử, ngày hội lớn của non sông đất nước diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, cử tri tham gia bầu cử tin tưởng vào cuộc bầu cử và những ứng cử viên mà mình lựa chọn sẽ có đủ đức đủ tài để đại diện cho cử tri tại Quốc hội khóa 15, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng Nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.